Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2024 sẽ có những nội dung chính sau đây. Xã Phạm Ngũ Lão đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, ôn tập kiến thức bám sát đổi mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Mỹ Hào tích cực số hóa địa chỉ đỏ, nhếch nhác tại các chợ ở thành phố Hưng Yên. Chiều ngày 11 tháng 3 tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã diễn ra hội nghị triển khai các công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu là chủ trương đã được Chính phủ và các bộ ngành liên quan cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai từ lâu và liên tục đôn đốc trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, hiện nay kết quả thực hiện tại Hưng Yên chưa cao. Toàn tỉnh có 202 đơn vị kinh doanh xăng dầu với 847 cột bơm. Tính đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024, mới có 54 doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán, đạt tỷ lệ gần 27%. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu lý giải là do khó khăn chi phí đầu tư vận hành, nhiều cột bơm đã cũ không tương thích với phần mềm hóa đơn điện tử. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh việc triển khai hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và là chủ trương đã được thống nhất thực hiện trên cả nước. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện ngay trong tháng 3. Các sở ban ngành các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Sáng nay, tổ giám sát số 1 thuộc đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát chuyên đề về kết quả việc triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại Sở Giao thông Vận tải. Từ năm 2021 đến nay, khối lượng đã thực hiện đạt gần 1.900 km cầu đường. Nhiều công trình giao thông quan trọng đã và đang được đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp cũng như chuẩn bị khởi công sẽ tạo tiền đề động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Sau khi đi khảo sát thực địa tại một số công trình giao thông qua địa bàn huyện Ân Thi, huyện Phù Cử, nghe lãnh đạo Sở Giao thông báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến đề nghị lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cần tăng cường công tác lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo triển khai các mục tiêu về kết cấu hạ tầng giao thông theo các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do Sở làm chủ đầu tư, phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương rà soát, hoàn thiện để hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, mang tính kết nối cao, tăng cường công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trong giai đoạn qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hướng dẫn các địa phương phân bổ quản lý sử dụng kinh phí chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định, đã tiếp nhận đưa vào phần mềm quản lý thông tin quốc gia trên 22.000 hồ sơ liệt sĩ, hơn 18.000 mộ liệt sĩ, cấp xác nhận thông tin nơi hy sinh, giải mã ký hiệu, phiên hiệu trên 1.400 trường hợp, tìm kiếm, đưa về quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương gần 600 liệt sĩ, tiếp nhận, hướng dẫn 124 giám định mẫu ADN, thực hiện đề án số hóa hồ sơ và quản lý dữ liệu người có công với cách mạng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương trong việc thực hiện các quyết định của Chính phủ trong thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Hưng Yên có trên 24.000 liệt sĩ qua các thời kỳ, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa có thông tin, chưa được quy tập. Vì thế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của đồng chí đồng đội, công tác để nơi đáp nghĩa, mà còn là tình cảm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân liệt sĩ. Vì vậy cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về lĩnh vực này, thực hiện nghiêm về việc sử dụng kinh phí, tuyệt đối không để tiêu cực thất thoát, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ các liệt sĩ quê Hưng Yên
đang an táng tại địa phương khác và các nước bạn, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập về địa phương, đáp ứng sự mong mỏi của các thân nhân. Sáng nay, Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Công tác Người Cao Tuổi tỉnh. Đến nay, cả nước có khoảng trên 16 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Tỉnh Hưng Yên có trên 210.000 người cao tuổi. Trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm, chăm lo cả về vật chất cũng như tinh thần cho người cao tuổi. Hiện 100% người cao tuổi trên địa bàn tỉnh có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có trên 88.000 người cao tuổi được tỉnh hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Phát biểu với các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện thực hiện nhiệm vụ của Ban vận động thành lập Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ xin phép thành lập Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định, chính cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cho phép thành lập hội, phấn đấu hội cấp huyện hoàn thành trong tháng 3 năm 2024, hội cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 4 năm 2024, tiếp tục thực hiện đúng đủ kịp thời công bằng và hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật đối với người cao tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phải được chú trọng, bảo đảm người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý điều trị kịp thời. Các cơ sở y tế có khoa khám bệnh, có buồng khám riêng cho người cao tuổi. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở báo cáo về những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc sau một thời gian hoạt động theo cơ chế đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và tự chủ tài chính của các đơn vị. Cụ thể là có những chức năng nhiệm vụ còn có sự chồng chéo, trùng lập giữa các đơn vị tự chủ về tài chính nhưng chưa được giao quyền chủ động hơn trong tuyển dụng và bố trí nhân sự, nên thiếu tính năng động trong hoạt động chuyên môn của đơn vị. Đoàn giám sát đã tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở để đoàn giám sát có những biện pháp đề xuất, tham góp vào việc xây dựng cơ chế chính sách làm sao cho các đơn vị công lập được hoạt động hiệu quả hơn, góp phần vào việc cải cách nền hành chính nhà nước trong giai đoạn tới. Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động là một trong những địa phương có diện tích cần thu hồi đất phục vụ các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn. Hiện xã đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân tạo đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện di chuyển mồ mả, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Xã Phạm Ngũ Lão có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 55 ha thuộc cụm công nghiệp Kim Động và cụm công nghiệp Đặng Lễ. Toàn bộ diện tích là đất nông nghiệp của hơn 400 hộ dân thuộc thôn Cốc Khê, trong đó một phần diện tích thu hồi thuộc quy hoạch nghĩa trang nhân dân của thôn. Vì vậy, tranh thủ thời điểm cuối năm 2023, tổ vận động giải phóng mặt bằng của xã thôn đã tích cực vận động tuyên truyền đến từng hộ gia đình nhằm tạo đồng thuận trong di chuyển mồ mả. Hiện đã có hơn 150 ngôi mộ trong tổng số 500 ngôi mộ đã được di chuyển sang khu nghĩa trang mới. Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay xã đã có 274 hộ dân trên tổng số 276 hộ có đất đã ký văn bản đồng thuận với phương án công khai của huyện. Cốc Khê đã bằng Ngũ Lão thì thực ra nó có cái khó khăn là cái diện tích ngay nó cũng có cái sự sai lệch cũng rất là nhiều. Thế nhưng này các bên cũng đã phối hợp làm hết cả thứ bảy chủ nhật, rồi trưa tối cũng rất là nhiệt tình để cùng đồng hành với các ban ngành rồi với nhân dân để tháo gỡ để làm sao nó thúc đẩy cái tiến độ cho đúng kịp theo cái kế hoạch. Thì nhân dân thì cũng rất là đồng tình ủng hộ. Hiện huyện Kim Động đang đôn đốc đơn vị giải phóng mặt bằng trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và quyết định thu hồi đất đối với các hộ đã ký đồng thuận mà không phải đợi hết thời hạn niêm yết công khai theo quy định. Hai lúa là biệt danh nhiều người dân thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đặt cho ông Nguyễn Văn Quang, người đã ứng dụng nhiều máy móc để canh tác khoảng 50 mẫu lúa. Những năm trước, vợ chồng ông Quang chỉ canh tác khoảng chục mẫu lúa của gia đình. Nhận thấy phần lớn người dân tại địa phương có nghề chạm bạc nên không mặn mà với cây lúa, ông Quang đã tới từng nhà trao đổi để mượn ruộng canh tác. Để tích tụ ruộng đất liền thừa không manh mún, ông Quang đổi đất cho các hộ đang canh tác ra khu vực thuận lợi hơn. Đến nay, tổng diện tích canh tác của gia đình là khoảng 50 mẫu chuyên canh các giống lúa nếp.
Không chỉ vậy, ông Quang còn đầu tư hơn 2 tỷ đồng mua sắm máy móc phục vụ sản xuất như máy cày, máy bay không người lái, lò sấy lúa, vân vân. Ứng dụng kỹ thuật canh tác khoa học, cơ giới hóa trong sản xuất, mỗi vụ năng suất đạt từ 2,3 đến 2,5 tấn một mẫu, trừ chi phí, gia đình thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 của tỉnh Hưng Yên có nhiều đổi mới, đòi hỏi các trường trung học cơ sở và chính các em học sinh phải có sự thay đổi trong cách ôn tập, chuẩn bị kiến thức. Năm 2024, thí sinh dự thi môn tiếng Anh thay vì dự thi bài thi tổng hợp 3 môn từ chiếm 40% điểm bài thi tăng lên 100%. Môn tiếng Anh đang là môn trọng điểm ôn tập tại các nhà trường. Tại trường trung học cơ sở Quang Hưng, huyện Phù Cử, việc ôn tập kiến thức môn tiếng Anh được triển khai ngay từ đầu năm học. Nhà trường đã phân công giáo viên giảng dạy có năng lực và chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, đồng thời kiểm tra giám sát giáo án của giáo viên để kịp thời điều chỉnh giảng dạy sao cho phù hợp với năng lực của học sinh. Chuẩn bị một số cái chuyên đề cơ bản trọng tâm để giúp các em làm sao mà nhớ kiến thức mà sâu, tạo môi trường học tập rất là thân thiện, gần gũi. Cô trò thì thường xuyên tương tác với nhau, rèn cho các em cái tính cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo đến từng câu. Có sự phân hóa các lớp học, các thầy cô sẽ đánh giá một cách thực chất về cái năng lực của từng học sinh, để từ đó có những giải pháp một cách cụ thể cho các lớp, các đối tượng học sinh và thậm chí là cho tới từng học sinh. Năm nay môn toán và ngữ văn có hệ số 2 trong cách tính điểm trúng tuyển. Chỉ một môn điểm kém cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển. Do đó, dù là môn thi cũ, nhưng công tác ôn tập vẫn được quan tâm. Tại trường trung học cơ sở Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, hàng tháng nhà trường đều tổ chức kiểm tra thi thử theo cấu trúc đề minh họa. Dựa trên kết quả, các giáo viên có sự thay đổi, điều chỉnh phương án giảng dạy phù hợp với năng lực của học sinh. Có những chuyên đề ôn bám sát theo từng dạng cấu trúc của đề thi, chúng tôi đều có kiểm tra khảo sát của từng cái chuyên đề một, thì chúng tôi rút ra xem là ở chuyên đề này các em yếu ở phần nào, để những tháng tiếp theo, những tuần tiếp theo, những ngày tiếp theo có sự ôn tập và bổ sung kịp thời. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng phát động các phong trào thi đua, tạo không khí học tập hứng khởi cho học sinh. Bản thân các em học sinh cũng tự xây dựng thời gian biểu ôn tập để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi. Em sẽ dồn vào 3 môn, chia theo từng thời gian biểu để có cách học tập hợp lý nhất để tránh bị stress. Trường em thì có thành lập một câu lạc bộ tiếng Anh cũng như là câu lạc bộ phát thanh để mọi người vào mỗi sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 thì có thể phát lên được những cái kiến thức mới. Em sẽ phân ra là 3 môn rõ ràng và những môn là mình học ổn, những môn học trung bình và những môn mình còn cần rèn luyện thêm. Lập nhóm để học chung, bạn biết thì sẽ chỉ bảo không biết ạ. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2024. Trong tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thi khảo sát năng lực như một lần thi thử. Nhằm tuyên truyền bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Mỹ Hào phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực ứng dụng công nghệ số để số hóa các địa chỉ đỏ, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin liên quan đến các di tích trên địa bàn thị xã. Khi đến thăm nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, thông qua quét mã QR, mọi thông tin về di tích đều được hiển thị đầy đủ, rõ ràng. Năm 2023, việc số hóa đã được thực hiện tại di tích này, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc hiển thị các thông tin qua văn bản tài liệu. Vừa qua, nhờ áp dụng công nghệ VR360, thông tin, tài liệu, hình ảnh, giới thiệu, sự kiện lịch sử được chuyển thành dữ liệu số, hình ảnh 360 độ và nghe trợ lý ảo AI thuyết minh. Nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính, Trần Thị Khang nằm trong khuôn viên rộng 1.122 m², cạnh di tích lịch sử cấp quốc gia tướng quân Nguyễn Thiện Thuật và chùa Sùng Bảo. Chương trình số hóa địa chỉ đỏ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đoàn viên thanh niên cũng như nhân dân trong địa bàn xã tiếp cận những thông tin về di tích lịch sử cũng như là nhằm tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên cũng như nhân dân trong địa phương về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Một địa chỉ đỏ khác là nhà lưu niệm chi bộ cộng sản đầu tiên của thị xã Mỹ Hào ở tổ dân phố Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào cũng được số hóa thông qua công nghệ VR360. Những hình ảnh, thuyết minh, video của di tích được bảo tồn nguyên vẹn, không bị hao mòn theo thời gian. Trợ lý ảo AI có thể thuyết minh thay cho hướng dẫn viên tại di tích, nhờ đó có thể phục vụ khách tham quan không giới hạn không gian, thời gian.
Chúng em có thể quét mã QR code tra cứu để tìm hiểu thông tin ở trên đấy rất là thuận tiện và rất là nhanh. Và qua đó thì chúng em có thể là gửi đường link để tuyên truyền đến các nhóm, các hội và các bạn đoàn viên trong toàn phường để các bạn cùng hiểu và cùng nắm được cái lịch sử của nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên. Khi mà có cái số hóa đều được cán bộ đảng viên và nhân dân trong và ngoài phường nắm được địa chỉ này. Đây là một nội dung giáo dục rất ý nghĩa. Hơn nữa, địa chỉ này cũng là một trong những đấy nơi mà để giáo dục cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những lớp đảng viên trẻ. Thời gian qua, công tác số hóa các địa chỉ đỏ bằng cách gắn mã QR tại các điểm di tích danh thắng ở địa phương đã được thị đoàn Mỹ Hào tích cực thực hiện. Theo kế hoạch, năm 2024 sẽ có thêm 3 công trình được số hóa. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu trình thường trực thị ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã để quan tâm hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất cũng như là về kinh phí để tiếp tục số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn thị xã Mỹ Hảo. Thông qua việc số hóa di tích, giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm hiểu vị trí địa lý và thông tin về các di tích, các địa chỉ đỏ gắn liền với truyền thống cách mạng của quê hương. Việc ứng dụng công nghệ để số hóa các địa chỉ đỏ còn thể hiện tinh thần tiên phong của đoàn viên thanh niên trong lĩnh vực chuyển đổi số. Vừa qua tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch tổ chức ra mắt tập san di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật hát chống quân Dạ Trạch. Hát chống quân Dạ Trạch là làn điệu dân ca cổ có từ lâu đời, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lối hát này dựa trên nền thơ Lục Bát dung dị, mộc mạc, dễ nhớ với nội dung miêu tả về cuộc sống và khung cảnh làng quê. Tập san di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật hát chống quân Dạ Trạch do những nghệ nhân hát chống quân của câu lạc bộ chống quân xã Dạ Trạch kể lại và viết ra. Nội dung gồm hai phần. Phần 1 kể về quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật hát chống quân Dạ Trạch qua từng thời kỳ. Phần 2 tập hợp các khúc hát chống quân tiêu biểu như Bừng hội khai xuân, Giao duyên, Thách cưới, Quê tôi có Dạ Trạch Vương. Việc ra mắt tập san này sẽ góp phần bảo tồn và phổ biến nghệ thuật hát chống quân Dạ Trạch đến cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân, hiện nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên có hai chợ là chợ Đầu xã Trung Nghĩa và chợ Hiến Nam xuống cấp và nhếch nhác, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và mất an toàn giao thông. Hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi được ghi hình tại chợ Đầu xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên ngày 11 tháng 3 vừa qua. Đường đi thì lép nhép nước đọng, mặc dù thời tiết đang hửng nắng. Nước đọng từ ngày này sang ngày khác lâu ngày nên không khí tại đây khá nặng mùi và việc mua bán thì bất tiện. Các tiểu thương phải đi ủng bán hàng. Đã nằm bên xã rồi nhưng mà xã chẳng giải quyết gì. Người dân đi chợ đi qua đây là người lạ ông kêu là rất là bức xúc về cái chuyện mà cứ bẩn thì nhếch nhác như này, ô nhiễm môi trường trên kia xuống dưới này là lúc nào chứ cũng bẩn, chẳng có lúc nào không. Tôi cứ nghĩ có nghĩa là với lý do là bây giờ các đường cống như này, công nông hay là những xe lặng nó đi qua thì nó bị sập cống, thì nó tắc xuống, thì nó được, nước nó không thoát được thì nó bị ngập úng. Thì cứ yêu cầu với là ban quản lý chợ xưởng. Có ban quản lý chợ cũng như không, chỉ thu tiền họp chợ, mặc dù chợ có nhà vệ sinh nhưng đã từ lâu không hoạt động do ban quản lý chợ không bố trí người vệ sinh quét dọn nên công trình bỏ hoang gây bất tiện và mất vệ sinh hơn tại khu vực cuối chợ. Là chợ dân sinh nhưng quy mô chợ Đầu khá lớn, không chỉ phục vụ trên 1 vạn dân trong xã mà còn nhiều tiểu thương ở các xã lân cận của huyện Tiên Lữ vào họp. Còn ở chợ Hiến Nam, tiểu thương sử dụng vỉa hè bày bán hàng hóa ngang nhiên từ lâu nhưng không được ban quản lý chợ xử lý nhắc nhở. Tất cả các cái hạng mục của cái chợ này hầu như xuống cấp. Thì đối với phường thì điều kiện kinh phí của phường để mà nâng cấp lên là cũng không có. Do vậy mà phường cũng đã có ý kiến là cũng có báo cáo lên thành phố để xin hỗ trợ cái nguồn kinh phí để nâng cấp cái chợ Hiến Nam để phục vụ cho các người dân và kinh doanh buôn bán ở chợ. Duy trì hoạt động của hai chợ nêu trên an toàn là trách nhiệm của chính quyền xã phường. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của thành phố cũng cần thường xuyên quan tâm kiểm tra nhắc nhở và xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như an toàn giao thông tại đây. Quý vị
vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.